cá cơm. Cá cơm nha bà con. Cá cơm này ai cũng biết hết rồi phải không bà con ha. Nhưng mà những người có bệnh thế này không ăn được cá cơm. Những người có bệnh gút không ăn được cá cơm, không ăn khi đói bụng, đang uống thuốc ho, sơ gan lao, rối loạn chức năng máu, không ăn được cá cơm. Bởi vì nếu ta ăn cá cơm vào thì những chứng bệnh này lâu bớt, lâu khỏi, lâu lành và nặng thêm cho chứng bệnh. Cho nên những người không ăn để tốt cho sức khỏe cho mình, đó là người bệnh gút. Không ăn khi bụng đói, đang uống thuốc ho, sơ gan, rối loạn chức năng máu là không nên ăn. Bởi ta ăn vào cá cơm vào là cá cơm biết tốt, nhưng mà ta ăn vào thì bệnh càng nặng thêm. Cha mong rằng bà con ta đừng ăn cá cơm, nó sẽ nguy hại cho sức khỏe mình. Còn ngoài ra nó tốt cho sức khỏe là ăn cá cơm nó tốt sức khỏe nhiều, omega 3 protein rồi, rồi nó tốt bà con ha, nó tốt có protein, vitamin C, B12, B6, A, E, K, và nó làm tốt cho tim mạch. Rồi. Rồi ăn cá cơm thì nó có lợi cho mọi lứa tuổi, nó tốt cho bà bầu, phụ nữ, cho con bú, giảm nguy cơ bệnh. Đó, tốt hả bà con ha. Tim mạch, rồi da, giảm cân, xương khớp. Rồi, nó tốt cho nó có nhiều sắt, kẽm, magie, bớt pho. Ăn cá cơm nó lợi cho mọi lứa tuổi, nó tốt tốt cho bà bầu, như nãy đã nói, như là nó tốt bà bầu, phụ nữ, cho con bú, giảm nguy cơ sơ vữa động mạch, tim mạch, da, giảm cân, xương khớp. Ta ăn như các loại cá bình thường hàng ngày ta hay ăn thì chúng ta cũng vẫn ăn vậy. Nhưng mà bà con ta ăn 6 bữa thì nghỉ một bữa, ăn 6 ngày chúng ta nghỉ một ngày để cho tên tốt nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn cá cơm nào.